đến đây con. Chạy tới đây rồi bắt lại quay lại rồi đậu cặp đây luôn ra đây đi luôn rồi. Chụp hình rồi mới thấy sắp xếp khó. Rồi chú vô trình lễ đi. Rồi ở đó đứng lại giùm con cái nha. Rồi cậu ơi. Tính đứng ở giữa đi tính. Rồi, cao không có cao nha, cao 4 mặt rồi. Chưa mà. Rồi, chính thức cho Huy cao đứng ở trong đi con. Huy cao đứng ở trong rồi. Đứng thế à anh đó. Cộng tác chứ. Rồi, đứng thế gì vô. Nới lên cho anh chút xíu rồi. Rồi. Cộng tác nha, có gì khớt kêu rồi. Tránh nha. Rồi, cứ tươi lên nha. Nhìn cái đây cái này, nhìn ra đây cái này, nhìn đây cái đi ha. Rồi. Nào 1 2 3 rồi nhà gái dịnh vô miếng bông, miếng bông bước tới một chút xíu em. Rồi dịnh vô. Rồi nhìn đây, nhìn đây. À Huy với anh nó lấy ra chứ. Rồi được rồi. Rồi từ tính lấy qua đây chút xíu tính này. Rồi. 1 2 3 rồi nhà gái nhận. Nhà trai về lại chút xíu. Rồi. Rồi nhìn mấy người tôi lên cái nữa nha. Nào 1 2 3 rồi chờ chút xíu chuẩn đọc kinh lễ xong cái mình vô. Hết luôn. Rồi. Lên đây nè.
Thì bây giờ cũng xin tập qua với ông đại diện hội nhà gái. Hôm nay chúng tôi đường sát xe sâu mới tại khách nước qua chỗ uống miếng hả? Đừng có dội vàng quá, thời gian còn chút. Chút xíu có gì nó cũng phải tới phải không? Chưa uống miếng nước nào làm dội vàng quá. Vậy hả? Rồi, cảm ơn. Làm luôn luôn anh. Kính thưa với quý ông bà lãnh đạo, thì hội nhà trai chúng tôi tới đây để trình lễ nhập gia thì cũng được sự là thống nhất của hội nhà gái tỉnh như nhập gia. Vô đây cũng ngồi bàn để như bánh nước xong đi thì ông nhà trai chúng tôi tiến hành là trình lễ kính thập một chư thị, kính chính quyền địa phương và kính đồng bào quý tộc, kính đồng bà là nữ chư hôn. Thì hôm nay là ngày là mùng 8 tháng 5 năm 2022, nhằm ngày mùng 8 tháng 4 năm Nhâm Dần, hội nhà trai chúng tôi mang lễ vật kém để trình cái lễ rước dâu. Và lễ rước dâu rồi gồm có 4 phần. Phần thứ nhất thì khai việc thì nói về lễ nghi. Phần thứ hai, ông chầu quốc sen, đây gọi là mãi đại lộc. Phần thứ ba thì có cây từ đường, đôi đèn gọi là đôi hồng đăng. Phần thứ tư gồm có 4 ông đồ, trong đó gồm có rượu trà bánh bứt, sinh nhân chính tổ tiên thiên của tộc họ nhà gái. Và rất mong được sự thông cảm quý bà tộc họ nhà gái vững chắc và nhận lễ cho mọi nhà trai chúng tôi xin chào tất cả. Cảm ơn. Mình dọn lên cúng đi chứ. Vậy là mỗi cái lô mà
Trong xá hay xá trước. Dạ, dạ. Rồi mặt đó mặt quay ra ngoài. Hai xá thôi. Rồi mặt đó mặt quay ra ngoài, xá ngoài hai xá. Rồi mặt đó mặt quay vào trong. Cho xá hay lại đây là rồi giống như hôm qua đó, xá ăn một xá đi rồi cô vô ngồi xuống. Cải giặt áo đài, cài đồng hồ. Đủ bút lại hết á. Dạ, 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 d
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhìn mấy giùm con nè chú ơi. Nhìn mấy giùm con nha. Nào, 1 2 3 rồi 12. Hai ông đi ra một cái. Còn con nước bước tới quán lại nữa, có hai ly lệ mày mẹ vợ, mẹ vợ mẹ chồng. Rồi bước nữa mời mẹ cái nha. Đi. Thì bên nhà trai gái dở hơn, nó giao bên nhà trai thì tao bị gái dở. Vậy ha. Thank you.
mình bước qua đậu thì đến xe luôn. Đây đây đây. Cho chú rể lên xe cái mình đi. Xe đó ở đây không biết. Xe kia hả? Rồi tất cả nhìn mấy con cái nha. 2 1 2 3 rồi lên xe cô chú rể đi lên xe để bỏ. Rồi tính ra đây nha. Tính ơi. Rồi đứng ở đây cái đi tính. Rồi rồi mở lên xe đi để cho cô Vũ rẽ đi ngay chiến hậu này, ngay chỗ chiến hậu đi Tích. Lên ngay chỗ chiến hậu tôi chụp cái tấm hình cái rồi lên xe. Rồi nhìn đây. Ê từ nha. 1 2 3 rồi lên xe đi không có mưa.